Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến thành phố trẻ Bảo Lộc thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng như chúng tôi sẽ nghĩ ngay đến hương trà và sản phẩm tơ lụa nức tiếng của vùng đất này. Tuy nhiên, Bảo Lộc cũng có rất nhiều những nét đẹp quyến rũ làm những du khách thập phương không thể nào quên được khi đặt chân đến đây. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến với quý vị và các bạn một điểm nhấn đã rất quen thuộc ở xứ trà Plao và góp phần tạo nên nét đẹp của thành phố này. Quý vị và các bạn thân mến, Hồ Bảo Lộc hay còn có tên gọi khác là Hồ Đồng Nai, nằm ở vị trí trên trục đường quốc lộ 20 hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, Hồ Bảo Lộc là một điểm nhấn của thành phố trẻ này. Và trong những năm trở lại đây, Hồ Bảo Lộc đã được cải tạo và xây dựng lại khá nhiều, tạo nên một diện mạo mới cho thành phố trẻ năng động này. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn lại cảnh đẹp của Hồ Bảo Lộc, một trong những điểm đến thú vị của thành phố Bảo Lộc các bạn nhé. Cách thành phố Đà Lạt khoảng 100 km, Bảo Lộc nổi tiếng với hương trà và cà phê, mà giờ đây đã gắn liền với thương hiệu của vùng đất đỏ Ba Gian này. Tuy nhiên, thành phố trẻ còn sở hữu nhiều địa điểm dừng chân thu hút du khách như Thác Đầm Ri, Linh Quỳ, Pháp Ấn, Đồi Trà, Tâm Châu. Và không thể bỏ qua vẻ đẹp trong xanh của bờ hồ Đồng Nai mà người dân bản địa vẫn quen thuộc với cái tên Hồ Bảo Lộc. Nằm trên trục đường chính trần phố thuộc quốc lộ 20, chính vì thế nên cảnh quan thiên nhiên này đã góp phần tô điểm thêm cho Bảo Lộc. Hồ Đồng Nai đã có từ những ngày Bảo Lộc được hình thành. Chính vì thế mà nơi đây đã gắn bó và để lại kỷ niệm cho rất nhiều thế hệ người dân sinh sống tại đây. Còn với khách du lịch, khi di chuyển đến địa phận của thành phố, họ sẽ thực sự ấn tượng với điểm nhấn này. Dường như cảm giác mệt mỏi trong một chuyến đi dài đã được xóa tan bằng sự nhẹ nhàng trong lành của không gian xanh này. Gắn bó cùng với quá trình hình thành và phát triển của Bảo Lộc, theo năm tháng, cảnh quan thiên nhiên xung quanh hồ đã được tôn tạo với những hàng cây hoa hồng phấn, những mảng công viên xanh ngát rợp bóng mát và không khí trong lành đã trở thành nơi mà người dân tìm đến sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng để thư giãn, luyện tập sức khỏe. Em rất thích không khí ở đây tại không khí ở đây trong lành, cả mát mẻ, có nhiều cây xanh. Thỉnh thoảng bọn em hay tụ tập ra đây chơi. Xin chào các bạn, tôi là người đã được sinh ra và lớn lên ở đất Bảo Lộc này từ rất còn bé nhỏ. Tôi đã có tiềm thức ăn sâu ở trong và tôi rất quý đất Bảo Lộc và dân Bảo Lộc. Tôi đã được lớn lên từng ngày và chứng kiến cảnh Bảo Lộc đổi thay từng ngày và từng giờ theo năm tháng. Trong những năm gần đây thì Hồ Bảo Lộc đã được cải tạo và sửa sang đẹp hơn với người dân. Đó là một món quà rất là ý nghĩa. Nhiều người nói rằng khung cảnh của Hồ Đồng Nai Bảo Lộc càng rực rỡ và quyến rũ hơn khi phố núi lên đèn. Ẩn hiện trong làn nước mặt hồ phản chiếu ánh đèn như ngàn ngôi sao lấp lánh. Từ xa xa, nhà thủy tạ nằm ngay giữa lòng hồ, nổi bật lên từ một viên ngọc trong suốt sáng rực. Hồ Đồng Nai dù chỉ mang một vẻ đẹp bình dị, thế nhưng chính nét đẹp ấy đã trở thành hình ảnh quen thuộc, thậm chí rước đổi thân thương không chỉ với người dân Bảo Lộc mà còn với rất nhiều du khách đã từng biết đến thành phố trẻ này. Và nó cũng đã góp phần tô điểm cho không gian xanh cũng như tạo nên một nét riêng gắn liền với xứ trà Plao.